chạy sáng và chạy chiều thì cái chạy nào tốt hơn cho sức khỏe? Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với góc sống vui sống khỏe của Tuấn. Tuấn vừa kết thúc cái buổi tập chạy chiều hôm nay và chiều hôm nay mới chạy được có 5 cây số mà thôi. Đấy là cái cự ly mà hàng ngày Tuấn cố gắng duy trì là ít nhất là có thể chạy được, và như vậy để duy trì cái sức khỏe. Thì bây giờ thời điểm là mùa hè đã tới rồi và mọi người có vẻ thường xuyên tập thể dục hơn, và trong đó là cái môn chạy là một trong những môn mà được những thanh niên tuổi như Thuận như là các anh chị và các bạn rất là hào hứng để mà luyện tập sức khỏe, để mà thực hiện cái hành động chạy này hàng ngày. Thế thì gần đây Thuận có một nhóm kết nối, một nhóm anh em có chạy, 3-4 anh em trong một nhóm chạy, và anh em có đặt một cái câu hỏi đấy là: vậy thì chạy sáng hay chạy chiều, cái chạy nào tốt hơn? Thực sự khi mới nghe câu này thì Thuận có trả lời là tùy. Tuy nhiên là sau khi về Thuận suy nghĩ câu hỏi đó, và Thuận có tìm các tài liệu ở trên Internet, như là tham khảo các cái tài liệu, các bài báo về sức khỏe, thì Thuận đưa ra một kết luận theo quan điểm của Thuận. Đấy là chạy buổi sáng thì nó sẽ tốt hơn. Tại sao? Cái lý do thứ nhất, đấy là chúng ta chạy vào buổi sáng thì chúng ta cố gắng chạy vào cái lúc mà khi mặt trời nó mọc lên, thì lúc đó cơ thể của chúng ta sẽ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng. Thì ánh nắng mặt trời là một cái nguồn cung cấp vitamin D chủ yếu cho cơ thể của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta chạy vào buổi sáng như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ được tràn ngập cái ánh sáng mặt trời, và như thế là cơ thể của chúng ta tiếp xúc với ánh nắng một cách nhiều nhất, một cách tốt nhất. Và chính vì vậy cho nên là cái lượng hấp thụ vitamin D cho cơ thể của chúng ta cũng là cao nhất. Và một lý do thứ hai nữa, đấy là cái ánh sáng mặt trời vào buổi sáng ấy, thì nó rất là trong lành và nó chưa có chứa nhiều tia tử ngoại làm hại da. Cho nên chính vì vậy cho nên là chúng ta chạy vào buổi sáng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì nó không có những tác dụng phụ, không làm cháy da, không làm sạm da, như là không bị quá nhiều cái tia tử ngoại nó làm da của chúng ta gây ra những nguy cơ sạm da rồi ung thư da vân vân. Đấy là lý do thứ hai. Cái lý do thứ hai này nó có trái với cả chạy vào buổi chiều. Nếu mà chạy vào buổi chiều, tất nhiên khi mà chúng ta chạy khi mà ánh nắng đã gần tắt rồi thì không thành vấn đề. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chạy sớm quá, khi mà ánh nắng mặt trời vẫn còn gay gắt, thì cái cơ hội mà chúng ta tiếp xúc với cái tia hồng ngoại nó sẽ nhiều hơn, và chính vì vậy cái nguy cơ bị các bệnh về da nó cao hơn. Cái lý do thứ ba khiến cho chúng ta chạy buổi sáng đó là khi mà chúng ta mới thức dậy vào buổi sáng thì chúng ta sẽ tập thể dục. Tất nhiên có nhiều cách tập thể dục, cũng không nhất thiết là chạy. Tuy nhiên một trong những phương pháp đấy là phương pháp chạy buổi sáng. Thì cái quá trình chúng ta chạy buổi sáng như thế thì sẽ giúp cho máu huyết nó lưu thông. Và khi mà máu huyết nó lưu thông như vậy thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta rất là tỉnh táo, và nó chuẩn bị đầy đủ cái sự sẵn sàng của cơ thể để cho một ngày làm việc mới tỉnh táo và đạt được cái hiệu quả cao. Chính vì vậy mà căn cứ vào ba cái lý do trên thì về cá nhân Thuận, Thuận nghĩ rằng là nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta chạy vào buổi sáng là tốt hơn, và chúng ta chạy vào cái lúc mà mặt trời nó bắt đầu mọc, và để có được cái sự hấp thụ vitamin D lớn nhất từ cái ánh nắng mặt trời. Còn tất nhiên trong điều kiện mà các anh chị nào có điều kiện tập thể dục cả buổi sáng cả buổi chiều thì điều đó là tuyệt vời. Và nếu mà các anh chị phải lựa chọn một trong hai, chạy buổi sáng hoặc chạy buổi chiều, tập thể dục buổi sáng hoặc tập thể dục buổi chiều, thì Thuận nghĩ là tập thể dục buổi sáng vẫn là lựa chọn ưu tiên số 1. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi video, và chúc các anh chị luôn thực hành các bài tập thể dục hàng ngày và để đạt được một cái sức khỏe tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.